Tôi tên là Nguyễn Kim Oanh, năm nay tôi 67 tuổi. Hàng ngày tôi bán lạc rang rạo. Xưa bố tôi đã bán rồi, bây giờ tôi lại bán lại giống như bố tôi là cứ cầm cái chuông lắc lắc. Không giao bán, không biển hiệu, chỉ với những tiếng chuông lắc vang vọng trên khắp mọi ngõ phố Hà Nội. Cách bán hàng chẳng giống ai này khiến bà Oanh trở nên thật đặc biệt với những người mới lần đầu trông thấy. Quá bất ngờ, cái mình gói rất kỹ, mở ra thì thấy hạt lạc. Mới đầu thì em chẳng biết là bác bán gì đâu ạ. Đến lúc mua thử thì đấy là lạc thì ăn nó vui vui và rất là ngon ạ. Những gói lạc rang húng lưu được bọc gói kỹ càng là món quà vặt quá mới mẻ với các bạn trẻ, bởi khách quen của bà lại là những người khác. Những người mà nhiều tuổi đã từng mua hàng của bố tôi lắc lắc chuông rồi thì bây giờ đến được tôi lắc chuông thì người ta lại cũng sởi lời, ta hỏi thăm rồi lại mua theo. Từ thời nhỏ đã thích ăn món lạc rang này rồi, cái món này là món ưa thích của người Hà Nội. Những người hay mua lạc rang của bà Oanh chủ yếu là những người quen biết, bởi vậy không chỉ là khách hàng, họ đã trở thành những người bạn của nhau. Tôi rất thích món lạc rang húng lưu, là rất ngon. Bao giờ bác đến bác vận dụng từ trường, biết ngay lạc rang đến rồi. Người Hà Nội kể cũng lạ, đôi khi chỉ cần nghe một tiếng chuông, nhấm nháp vài lạc rang thôi, thì trong lòng cũng đủ tràn ngập những ký ức của một Hà Nội xưa. Có những người họ mua gói lạc rang của bà Oanh như mua một ký ức của tuổi thơ và cũng là để níu giữ một nghề, một hình ảnh mà bà Oanh chính là người bán lạc rang dạo cuối cùng ở Hà Nội.